Hồi nhỏ con hay nghe mọi người xung quanh chỉ trích những ai tính toán chi ly và khuyên đừng chơi với họ và coi chừng bị lợi dụng đến bây giờ khi sống ở môi trường xã hội tư bản. Con thấy tính toán là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống. Xin nhờ sư giảng giải thêm về sự tính toán khéo léo, theo là Đức Phật dạy khác như thế nào với kỹ năng tính toán thế gian có ví dụ liên quan gần đây như sau ờ, ở trên với dưới là hai cái khác nhau nha rồi tôi sẽ trả lời câu số 1 trước ừ, trả lời câu số 1 trước ờ, sẽ đưa ra một cái ví dụ như thế này hễ là người thể là người thợ chụp ảnh thì họ phải biết chụp ảnh nha thể là thợ chụp ảnh thì phải biết chụp ảnh nhưng không có nghĩa là bất kỳ ai biết chụp ảnh đều là thợ chụp ảnh ừ. rồi thể là một ca sĩ thì phải biết ca phải biết ca nhưng không có nghĩa là ai biết ca cũng là ca sĩ Hả? đấy à, tương tự như vậy thể là người lợi dụng người khác thể là một người có cái lòng lợi dụng người khác thì họ phải biết tính toán chi li nhưng mà không có nghĩa là tất cả những người tính toán chi ly đều phải lợi dụng người khác. Hai chuyện này nó khác nhau. Hai chuyện này nó khác nhau. thành ra là mình cứ qua đũa cả nấm như vậy thì nó kẹt quá ừ. Đấy. À, cho nên trong cuộc sống mà quý vị cần phải tính toán thì cứ tính toán lên kế hoạch cụ thể cần phải chi tiết thì phải chi tiết à... thời nay mà Thời xưa cũng vậy, bất kỳ thời nào cũng vậy. Mình cái khả năng mà tính toán càng tốt thì càng nhiều thì càng tốt. Mà thậm chí đó ở có vị nói, có vị nói là khi mà trời mưa đó thì những cái vị mà chứng thiền đó, ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất ngày hoàn toàn có thể biết là bao nhiêu giọt mưa rơi xuống. Chứ nghĩ chuyện này không có gì lạ, không có gì lạ. Ừ. Và khi quý vị học Ati đàm là mình còn có thể biết được là trong cái tâm mình nó chia ra chi li chi tiết như thế nào, mình tính ra từng cái tâm. Thì đó đều là cần phải có năng lực tính toán. Ừ. Nhưng mà như sư nói, cái người mà lợi dụng người khác thì họ phải biết cách tính toán nhưng không có nghĩa là cứ ai biết cách tính toán đều lợi dụng người khác à, hai chuyện nó khác nhau